Có nhận cô chú anh chị đến đây để mua hàng giúp chị Hồng Loan, thưa cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan đang ngồi trong nhé. Chị Hồng Loan đang ngồi trong nhà cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ ba cô đang thảo luận coi mua cái gì á, cô chú anh chị và các bạn. Anh Khoa thì cầm cái bọc lớn, hộp lớn thôi. Dạ. Chắc tôi mua cơ sản. Muốn ăn cơm cháy nè, có lợi nè. Cơm cháy chà bông đi cô, dễ nhất. Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Cô có lòng tặng gì tụi con nhận đó, tụi con không cần hỏi. Dạ, cho gì con nhận đó là con dễ dãi lắm. Cái đó là rất là con dễ dãi. Nỗi lòng có tình cảm rất là... Đúng rồi, cái tình cảm rất là quý. Các cô rất hay và yêu thương mấy em rất là nhiều. Cho dù khi cho mấy cô là hỏi thăm là các anh em mình đã vui rồi. Nghe cho mà rất là mừng luôn. Dạ đúng không? Dạ đúng ạ. Bao nhiêu người? 10 người ạ. Chị Hồng Loan đang ngồi trong đó cô chú chị và các bạn. Mong cả nhà mà thấy vui.
mới chị Hồng Loan thì đến số 5 Hồng Loan thì điểm còn là cuối nhận cái nhà. Nhà ở đây thì mình trực tiếp với khoảng chị Hồng Loan thấy rồi trong bây giờ sắp mở cửa từ 8 giờ sáng cho đến 21 giờ tối cho cái nhà. Thì bây giờ là mấy cô mấy chị qua thắp nhang rồi đó nha. Hôm nay ngày dằm không? Sẽ quấy chị Hồng Loan nè. Bây giờ trước con kính nó quay của Tiêu là chị Hồng Loan đang ngồi trên máy tính để chuẩn bị những đơn hàng tiếp cho khách nha, cô chú anh chị và các bạn. Số điện thoại cũng có, số tài khoản cũng có, số Zalo cũng có. Bây giờ các cô đã hấp nghe xong rồi nhé. Bây giờ tiến hành thanh toán và bước ra về nhé. Các chú anh chị và các bạn. Xíu mình gọi lại, hoặc là mình có thể nhắn tin. Tí nữa thì nó sẽ được tự động số tài khoản. Dạ cảm ơn cô nhiều nha. Dạ cô rất là chủ hộ. Dạ quay trở lại với chị Hồng Loan thì chị Hồng Loan ngày hôm nay thì rất là tươi tắn nha cô chú chị. Luôn á, à, rất là to ha, em thấy có một giỏ phong lan á, như thế là gì?